What's up? Hello anh. Ủa thì mặt người nha. Ok. Và anh cũng đã chọn cho em một đối thủ. Không, không dùng từ đối thủ mà là một cộng sự xứng tầm. Mời chàng Bịch. Ái chà. Sợ. Mình và Tess cũng đã một phần nào đấy đoán được là mình sẽ được về với nhau. Mặc dù Tess là một đối thủ cực kỳ mạnh, tuy nhiên cái việc có một đối thủ mạnh như thế khiến cho mình càng muốn làm tốt phần trình diễn của mình hơn. Anh chọn hai người vào với nhau tại vì anh thấy là cái thần thái của hai người nó xem. Tess và Jidaki là một cặp đôi thiên về nội tâm và nó khá là mãnh liệt. Hai giọng bạn này vào một cái chủ đề nội tâm sẽ mang lại những tiết mục mãn nhãn. Anh muốn thể hiện một cái gì đó gay gắt hơn cho nên là anh sẽ chọn về chủ đề chạy trốn mặt trời. Cái chủ đề khi mà Rick đưa ra thì nó cũng hơi gọi là hàn lâm một tí. Nó sẽ mang kiểu mình tự vấn bản thân mình và những cái mà mình đã trải qua rồi và cái mong muốn cuối cùng của mình là những cái tích cực anh đã làm cái beat đó rồi. Mọi người nghe thử. Cái màu beat mọi người nghe thì có thể là nó hơi tiêu cực, nhưng mà cái đích đến cuối cùng của Rick muốn hướng cho Tess và là Jidaki vẫn là cái tích cực. Anh Karik muốn bọn mình khai thác sâu hơn, làm tốt hơn ở những cái mảng mà bọn mình đã làm rất tốt ở vòng 1. Đó là những nội dung sâu sắc, những nội dung mà có thể đánh được vào tâm lý của khán giả. Bản thân mình muốn cũng như hiểu là vòng 2 mình phải làm cái gì đấy khác vòng 1 để cho người ta có thể thấy được cậu rapper này là một cậu rapper đa năng. Thì em thấy sao? Em nghĩ là em sẽ viết kiểu đôi khi em sẽ dùng những cái đại từ khác nhau ấy. Đại từ nhân xưng. Đúng rồi, sẽ có những đoạn mà em dùng chữ ta để nói về mình. Nhưng mà sẽ có những đoạn em lại nói từ nó để người khác nhìn thấy em. Điểm mạnh của Tess á, là Tess chuyển biến flow rất là tốt, mọi thứ rất là nụ. Những cái punchline, những cái câu ẩn dụ rất hay, mình cảm thấy rất khâm phục. Ok. Em nghĩ là khi mặt trời đó là một cái điều gì đấy tích cực, trên con đường mà hướng về phía mặt trời nó sẽ có rất nhiều khoảng tăm tối khác nhau. Đúng. Và ngay cả em thấy em đã có những cái khoảng thời gian tăm tối trong cái con đường của mình, thì em cảm thấy cái beat như thế này nó rất hợp để kể một câu chuyện. Jidaki có một cái là cái hồn của Jidaki khi mà biểu diễn ấy, thần thái của Jidaki trên sân khấu rất là kinh khủng. Khi anh ấy rap thì anh ấy thường có những câu hát xen kẽ những câu rap làm cho mọi người sẽ thấy được cái cảm xúc của anh ấy đưa vào bài nhạc rất là hay. Nó thể hiện cái delivery rất là tốt. Đấy là lý do mà mình coi Jidaki là một đối thủ khá mạnh. Khi mà làm cái chủ đề này á, nó sẽ có một cái khó, phải biết là gì không? Đó là tiết chế. Tiết chế đúng lúc và mình bùng phát khi cần thiết. Chung là bọn em sẽ cố gắng hết sức để làm sao viết mọi người hiểu được những cái gì mà bọn em muốn nói nhất có thể. Sẽ có những chỗ mà em nghĩ là bọn em sẽ tiết chế. Ok, cool. Cảm ơn anh. Cái chủ đề của bài này là viết về con đường khó khăn. Cả hai người, mình và Jidaki, có rất nhiều câu chuyện muốn nói trong cái bài lần này. Mọi người hãy đón xem mình và Tess sẽ cháy như thế nào trên sân khấu nhá. Peace out. Xin mời Gil Jing. Chào anh. Sao, bất ngờ không? Em cũng không lường trước được. Mình xếp cặp cho Jing và Gil bởi vì ở phía Gil mình thấy thực sự bay bổng và một chút gì đó nó lãng mạn. Còn đối với lại Jing thì là một người rất là đi thẳng và trực quan vấn đề. Anh sẽ là người sẽ hướng những bạn này có cùng cái màu sắc, cùng cái thái độ với nhau. Mình thấy sự sắp xếp của anh Karik khá là hợp lý và cân bằng. Có tò mò về cái chủ đề anh sẽ đưa ra không? Em không hiểu là phong cách của em và Gil anh sẽ đưa ra chủ đề gì. Đó là Katana. Có ai thương em như anh? Nghe thử beat nha. Đây là một cái chủ đề nó rất là phổ biến, đó là chủ đề tình cảm. Nhưng mà nếu như mà mình không truyền được cảm xúc cho khán giả thì Rick nghĩ là nó sẽ không chọn bạn đó. Em thấy sao? Nó khác hoàn toàn với bài gốc của chị Tóc Tiên. Con em có vẻ là hơi ma mị. Nhưng mà nếu như mà em viết cái lời này á, em sẽ như thế nào? Em nghĩ là sẽ là tiêu cực. Tiêu cực hả? Con Gil? Em nghĩ em sẽ khai thác về nỗi nhớ, sự vương vấn, dây dứt. Ok. Bây giờ anh muốn xem cái tư duy của hai bạn như thế nào. Suy nghĩ nhanh giùm anh một cái đoạn đó rồi viết lên giấy. Dạ được. Nghe cho xin biết nào. Đã quá lâu rồi mình không viết về những cái chủ đề đấy nữa. Thì chủ đề này mình thấy hơi khó. Tại vì mình phải viết thành một câu chuyện từ đầu tới cuối cho nó liền mạch. Anh thật sự nhớ em, muốn em ở lại phố xá nơi anh băng qua. Chỉ còn lần tiếng thở dài, đường giờ đã vắng tanh, đêm càng thêm lạnh. À, ok, hình dung được câu chuyện rồi. Được, cool. Cậu ý là một người thực sự là có tài năng. Và những cái flow của cậu ấy cũng rất dễ nghe. Đây như nào? Người ra đi chắc sẽ vui nhưng người ở lại sâu vương ngàn giấc.
có thể yêu hơn 3.000 nhưng tim anh đâu phải của người sắt. Gil thì cái lyric đôi khi có những cái rất là thú vị, cái câu nó hơi trending, phải khiến mình suy nghĩ. Còn với Giang thì bạn ấy sẽ thể hiện trực quan, cái câu chuyện càng ngày càng nâng cái cảm xúc lên. Nhưng mà cái khó khi mà hai tụi em ghép với nhau, mình không phải là đối đầu mà mình đang phải làm cho bài hát đó thực hoàn chỉnh và mình ăn ý với nhau nhất có thể. Ok, em hiểu. What's up? Anh ba người là một cái đội mà anh buồn cười nhất và cũng là cái đội là anh ít có lo lắng. Đối với mình thì cặp đấu của mình rất là khó. Cả hai đối thủ đấy đều rất là nặng ký. MCK và Andy đều là những con quái vật. Khi mà đi cùng với nhau sẽ làm được một thứ gì rất là kinh khủng. Không, oh, anh nghĩ anh sẽ làm một cái chủ đề nó hơi ăn chơi một tí. Đó là em ơi cứ vui. Em ơi cứ vui. Ừ. Khi mà thể hiện ấy, anh không muốn nó liên quan những cái gì nó quá nhạy cảm. Anh muốn tất cả lứa tuổi đều nghe được và đều có thể nhún nhảy. Và anh cũng đã chuẩn bị cái beat đó rồi. Xin mời DJ Mia. DJ Mia in the building, baby. Get. Hey. Quý vị nghe kiểu Scott, Scott. Beat là một bài club banger, một cái màu rất là hay của US UK. Nó sẽ thiên về flow để điều cho khán giả có thể nhảy được theo cái beat đấy. Juno đã rất thành công với bài Không Dám Đâu, một thể loại club banger, có nghĩa là anh đã có kinh nghiệm khi cọ sát với thể loại này rồi. Cũng không hẳn là như vậy, đây là một chủ đề tuy dễ nhưng mà lại rất là khó. Ok, sao thấy sao? Nghe cái beat này hàng chi anh bảo đừng có viết tệ nạn. Bài này kiểu chơi quá anh. Chơi quá. Đến với cái tiết mục này á, mọi người sẽ thấy ba bài này có một hình ảnh hư hỏng hơn một cách rất là dễ thương. Em đang có idea làm kiểu cái đàn hát đó của bạn nữ á, sẽ giống như là rap nói với mình, thì cái verse của mình sẽ nói với rap lại, mình chứ không phải là nói với em gái nào hết. Mình sẽ nói là mình yêu rap như thế nào, mình muốn hy sinh và mình muốn đi đường dài với rap như thế nào. Cũng hay. Rap là một cô gái đúng không? Yeah. Đúng rồi. Đúng. Cái cũng là một cách. Ồ, MCK thì sao nhỉ? Có mong muốn build bài này như thế nào? Em có ý tưởng là đầu, nghĩ là em sẽ đi đâu? Thôi cho em đi cuối đi. Bé bự để cuối. Nhiều khi em nặng quá, em đè. Ok. Dễ hơn. Giờ em đi xe thứ hai. Dạ. Ôi, thật là may mắn khi mọi người... bạn bị kẹp đấy bạn. May mắn. Hamburger, bánh mì kẹp thịt. Không, nhưng mà mọi người nên biết là hamburger nó ngon chỗ nào. Được. Ghê. Mình sẽ cho mọi người thấy khi beatboxer rap là như thế nào. Nhớ giùm anh điều. Góp ý chia sẻ với nhau làm thế nào nó đừng bị trùng màu. Và anh có một cái gợi ý nữa là kết bằng một cái gì đó trend mà có thể gây cười để cho mọi người. Rồi, tụi em sẽ suy nghĩ vấn đề. Ok, nhá. Bye anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Tụi mình sẽ chiến đấu hết mình để ra được một tuyệt tác. Và tụi mình sẽ không làm cho anh Karik cảm thấy thất vọng. GG, this is MC Key. Các bạn hãy đón chờ phần trình diễn của ba bọn mình ở vòng 2 này nhá. Cái vòng trước của em thì em đã giành được một cái vị trí trong lòng khán giả, đó là cái cảm xúc của em thể hiện qua bài Cha rồi. Em sẽ cần có một cái gì đó nó lạ hơn. Ở cái vòng 2 này thì bản thân Karik muốn tất cả các bạn sẽ đứng ở một cái vai trò và một cái khía cạnh khác. Và cái người mà anh đưa vào với em ấy cũng sẽ có cái màu y chang em như vậy. Đó là Nun Ngọc Anh. Cũng rất là thú vị. Hyra là một cái đối thủ khá là mạnh nhưng mà mình không cảm thấy lo lắng nhiều cho lắm, tại vì anh Hyra làm được thì mình cũng sẽ làm được. Cái chủ đề anh đưa ra sẽ là tâm tư gửi con, và Hyra và Luân phải đứng ở vai trò là một người cha và một người mẹ. Nghe thì có vẻ như đơn giản nhưng mà thực sự nó không đơn giản tí nào, tại vì Hydra với Nun chưa trở thành một người cha, một người mẹ, và điều đó rất nghĩ sẽ khá khó khăn cho hai bạn. Anh muốn cái tâm thư này nó phải là một cái sai lầm từ người cha, người mẹ muốn truyền đạt lại cho đứa con. Lại làm về chủ đề gia đình nữa thì thực sự là nó rất là khó. Không biết tại sao lại chọn cái chủ đề đấy nhưng mà cảm thấy nó có hứng thú. Thực ra nha, mình làm trên cái bài này nhưng nó không phải tươi được như thế này đâu. Nên thấy sao? Thấy sao mà cứ gật đầu vậy? Khá là thú vị. Thú vị hả? Đây là một cô bé khá là quyết tâm.
và lúc nào cũng tự tin vào bản thân mình. Đó là những suy nghĩ và những cái anh đưa ra. Anh có thể nghe một đoạn nào đó mà hai đứa đang hình dung trong đầu. Luôn trước nè. Em sẽ tưởng tượng trong đầu đó một bối cảnh đó là công an bắt mình. Chào hai anh chị, tôi là công an đây. Hôm nay chủ quán bị còng tay, xung quanh đứng im mà thấy xanh đứng tìm hai người, họ sẽ bị đưa về đồn. Hợp lý, hợp lý. Ok không anh? Ok, nhưng mà em đang bị gò bó cho câu chuyện quá mà em quên đi cái phần của nó. Nó sẽ mất đi cái đã của người nghe. Mình là một thí sinh nữ duy nhất ở trong team nên là anh Caric rất là chú ý đến mình. Đấy là em muốn đẩy ra. Em cũng đẩy ra một cái. Mình sẽ đóng vai một người kể chuyện. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Cảnh sát ập vào cùng với súng ở trong tay. Anh đã bị bao vây, đừng hòng chạy. Tên tội phạm cố thoát ra như ác ma bị còng tay. Vỡ chiếc đồng hồ cát ra sàn nhà trong vòng vây. Khô. Thì trên tinh thần của mình là như vậy. Quan trọng là anh muốn hai đứa phải nắm được cái quá trình của nó. Giàu sang, nhận ra, hối lỗi. Ba giai đoạn. Thế anh nghĩ là đoạn tâm thư gửi con thì sẽ để trong đoạn hối lỗi. Mình cảm thấy là cái khung của bọn mình chọn như thế này thì khán giả sẽ không nhàm chán và khán giả sẽ khá là bất ngờ. Em sẽ cố gắng tập luyện, chiến đấu hết sức mình. Mọi người hãy đón chờ sản phẩm của bọn mình nhé. Rap Việt 20 giờ thứ 7 trên kênh Vi Giải Trí. Xem ngay, ngoài hàng Anh có vô Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. They love rap.